Vâng, video này rất là xàm nha, và nhân vật chính của chúng ta là Ed kỷ niệm 60 năm. Video này không dành cho thanh niên nghiêm túc, ai nghiêm túc quá thì Rasengan, chỉ đâu đi. Và mỗi series này thì Quang làm rất là nhiều video nên có lẽ khá là quen thuộc với mọi người rồi. Và hôm nay chủ yếu mình làm để mình khoe đồ thôi. Mình khoe một cái set đồ của mình cho mấy bạn phù hợp tông stone với màu kỷ niệm 60 năm. Thì mình vừa mới nhận được, đó là thứ nhất là một cái áo kỷ niệm 60 năm, cái khẩu trang và một cái nón. Tất nhiên là nó sẽ cùng một cái tông màu như thế này. Và khi mà các bạn mua xe trong tháng 12 cũng như là tháng 1 này thì các bạn sẽ được tham gia một cái chương trình quay số, là có khả năng là trúng một cái set đồ giống như mình, là bao gồm nón, khẩu trang và cái áo thun, chỉ dành cho 5 phiên bản giới hạn mới thôi nha. Còn Monter sẽ có một cái bộ quà tặng riêng nữa ngoài cái chương trình tham gia quay số trúng xe ra. Và một cái điều lưu ý đó là cái nón này là size L đó, và size XL cũng khá là chật đó mọi người, nó không có rộng như là mọi người tưởng tượng đâu, mặc dù size người lớn. Thêm một cái điều nữa là các bạn mua chiếc màu xanh rêu thì chưa chắc gì các bạn sẽ nhận được combo quà màu xanh rêu, nhiều khi nó giao cho các bạn bên True Ride hoặc là bên Me or the Sky đó, nói chung là giao ngẫu nhiên thôi, nó không có đồng bộ với đi xe đâu. Mấy đợt đầu thì nói chung đồng bộ, nhưng mấy đợt sau này thì giờ mày muốn giao gì giao, nó không đúng với màu xe. Cặp mâm màu vàng đồng trên cái nền trắng đỏ, đó là cái điểm đặc trưng của chiếc xe này. Ghê chưa? Thấy Itachi biến hình ghê chưa? Để sửa cái khẩu trang lại cái xíu, đợi xíu. Thì Yamaha bước chân vào cái giải đua MotoGP lần đầu tiên vào năm 1961. Vào cái thời điểm ấy á, thì MotoGP được biến đến với tên gọi là Road Racing World Championship Grand Prix. Mình không biết phát âm đúng không nữa, nhưng mà cái bộ tem trắng đỏ của đội đua Yamaha trở nên nổi tiếng sau khi Johnny Scotto giành được chiến thắng cùng với chiếc Yamaha ISR750. Thì 60 năm rồi, bây giờ mới có cái kỷ niệm. Dòng người vội vàng bước qua, chợt như chiếc hôn thế thôi, đôi môi chia làm đôi. Quả độn, quả cầu chi thuật. Ủa sao không có giống quả độn vậy? Ôi là trời, chiếc xe tải chạy ngang mà cameraman nó không hề nhắc một tiếng nào luôn. Muốn giết tụi hay sao á? Nên ngày nghỉ mình rảnh mình làm clip xàm xàm chơi cho vui hen. Thì giá hiện tại của phiên bản này là 53.500.000 đồng, đã bao gồm VAT, chưa bao gồm trước bạ biển số. Rồi, khăm mui đi. Rồi mệt rồi, tạm biệt mọi người, bye bye.